Có thể thấy, khối lượng công việc của ngành bảo hiểm xã hội trong thời gian qua rất lớn, đòi hỏi toàn ngành phải có sự chủ động, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt, từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/2016 NĐ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực thực hiện công tác này với tinh thần phục vụ người dân tốt nhất. Trong 2 năm 2014-2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tái thiết kế quy trình nghiệp vụ của ngành trên 5 lĩnh vực: thu, sổ thẻ, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, tài chính kế toán, đã giảm từ 263 xuống còn 33 thủ tục hành chính. Trong đó, đã giảm được 76% thành phần hồ sơ, 89% chỉ tiêu kê khai và 89% trình tự thao tác các thủ tục. Kết quả này mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý và giải quyết các chế độ chính sách.